hoàng vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày và kính chúc quý vị có một cuối tuần bình yên thưa quý vị cựu tổng thống trump vào phiên tòa diễn ra vào cuối năm ngoái trong cái câu chuyện mà hồ sơ gian lận về tài chính mà bộ trưởng tư pháp New York là Leticia James đã kiện ông đó và quý vị nhớ là câu chuyện này đã dẫn đến một cái mức án phạt lớn khủng khiếp và là cũng là một cái rắc rối tài chính lớn trong Trump nhưng mà người ta nhắc lại cái lời tuyên bố của ông Trump ngay trong những cái phiên tòa diễn ra ông đã tuyên bố giọng dạc ngay tại tòa và nói là leave my children alone hãy để cho những đứa con của tôi được yên Vốn là ông chánh án Egoron đã phê chuẩn và vời những người con của cựu tổng thống Trump ra tòa, đó là Trump Jr Eric Trump nhưng mà cô Ivanka Trump thì không bị với cái vai trò là bị cáo nhưng mà chỉ ra tòa với vai trò là nhân chứng mà thôi. Và thời điểm đó ông Trump rất là giận dữ bởi vì tòa đã gọi những người con của ông để ra tòa để làm chứng. Nhưng mà những ngày này thưa quý vị người ta nhớ lại cái lời tuyên bố đó để rồi nhìn lại những ngày này trong cái phiên tòa xảy ra cũng ở New York nhưng mà ở quận Manhattan với chánh biện lý Alvin Brad truy tố cựu tổng thống vụ trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniel. Ông Trump tức giận đó là chuyện dĩ nhiên ai cũng hiểu nhưng mà bên cạnh đó thì ông Trump đã không ngừng tấn công chẳng những đối với chánh án là ông Juan Merchant mà cả đối với con gái của chánh án đó là cô Lauren Merchant. Và người ta mới nói rằng tại sao ông Trump lại đòi là người khác phải để cho những người con của ông Yên mà ông lại đi tấn công con gái của người khác đây là ông chánh án Juan Merchant. Cụ thể là vào ngày hôm thứ Tư, ông Trump đã chỉ trích chẳng những ông chánh án quý vị đang nhìn thấy trên màn hình mà cả cô con gái của ông này là Lauren Merchant vốn là một nhân viên của một cái công ty tư vấn về chính trị có tên Authentic Campaign Campaign đã từng tư vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden của bà Harris nè và cả ông lãnh đạo thiểu số ngay tại hạ viện hiện nay là ông Hakim Jeffrey. Ông Trump đã post một cái tấm hình mà ông cho rằng đây là hình profile của cô Lauren Merchant này đã sử dụng trước đây. Theo đó cho thấy là hình ảnh của ông mặc áo tù và ngồi sau song sắt. Và ông nói như thế này, như vậy thì để tôi nói thẳng một chuyện như thế này nè. Con gái của chánh án thì post cái tấm hình với cái ước vọng là nhìn thấy tôi ở trong nhà tù. Và bên cạnh đó thì chánh biện lý Avin Brad thì cũng liên tục đưa ra những cái lời nói dối về tôi. Ông chánh án là ông hate Trump, cái người rất là ghét Trump cũng đưa ra những cái lời phán quyết mà bất lợi cho tôi tất cả những gì họ muốn làm là gì là suy cho cùng để ngăn cản tôi trở lại tòa bạch ốc và tôi trong khi đó tôi lại là một ứng cử viên sáng giá nhất trong các cuộc bầu cử tổng thống hiện nay và vì vậy rất là vô lý khi mà họ muốn nói trăm điều về tôi thậm chí post những cái hình ảnh như vậy nhưng mà họ lại cấm tôi không được nói về những cái người mà đã tấn công tôi như thế này ư ừ, đó là một cái phán quyết vô cùng bất hợp lý và không có tôn trọng hiến pháp ông Trump đưa ra những cái sự chỉ trích như thế này trong vòng chưa đầy 24 tiếng khi chánh án Juan Merchant đã áp một cái lệnh gag order là bịt miệng không cho ông được quyền chỉ trích những cái nhân vật có liên quan đến hồ sơ này ví dụ như là nhân viên của tòa ví dụ như là nhân chứng và ông tòa thì không có hạn chế ông Trump được chỉ trích ông Alvin là tránh biện lý cũng như ông tòa thì ok ông có quyền chỉ trích nhưng mà trong cái phán quyết của tòa còn thông thêm một chữ nữa thưa quý vị đó là ông Trump không được tấn công nhân viên cũng như là người thân của gia đình của chánh án. Có nghĩa là ông chỉ trích chánh án thì được nhưng ông chỉ trích con gái của chánh án thì không. Và vì lý do đó mà từ cuối tuần cho đến bây giờ, ngay cả ngày thứ sáu người ta nhắc lại những câu chuyện này và người ta đang lo ngại không biết rồi ông Trump sẽ có rắc rối gì với ông chánh án Juan Merchant hay không. Nhưng mà từ sáng ngày thứ sáu đó thì từ tòa họ gửi ra một cái thông cáo họ nói rằng những gì ông trump chỉ trích về colon merchant á, nó không có hợp lý là bởi vì tấm ảnh mà ông dùng á, bây giờ nó không còn thuộc về cái trang mạng xã hội của cô Lauren Merchant này nữa bởi vì cô đã xóa toàn bộ cái account đó một năm trước đây. Đó là câu chuyện về ông Trump. Nhưng mà thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà ông chỉ trích gia đình của Chánh Án. Quý vị nhớ trong cái hồ sơ gian lận về tài chính mà chúng tôi nói khi nãy với ông Chánh Án Egoron, thì ông Trump cũng chỉ trích vợ ông Chánh Án và cho rằng đây cũng là một người ghét Trump vào trước đó đó ông post lên trên mạng xã hội trước social một cái tấm hình mà ông nói là đây đích thị là chủ nhân của tài khoản này thuộc về bà Don Mary này á, là vợ của chánh án Egoron và cũng là một người ghét Trump cũng có ước vọng nhìn thấy ông Trump ở đằng sau song sắt và ông cho là những người này có cái quan điểm về thiên kiến chính trị rất là chống đối đối với ông nhưng mà vợ của bà của ông Egoron là bà Don Egoron đã ngay lập tức đăng đàn và nói rằng là những cái tài khoản này hoàn toàn không thuộc về tôi cơ quan điều tra có quyền bước vô cuộc để kiểm chứng và tôi cũng chưa bao giờ có những cái phát ngôn mà chống đối đối với cựu tổng thống. Đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay và những cái lo ngại đối với ông Trump trong những cái rắc rối pháp lý rất là lớn và liệu là nhiều người nói ví dụ như ngày hôm thứ sáu trên CNN có một cuộc phỏng vấn với một cựu chánh án liên bang. Ông nói rằng sẽ rất là bất lợi cho ông cựu tổng thống nếu như ông cứ tiếp tục chỉ trích và tấn công và mạt sát đối với ai, đối với tòa và những người thân của chánh án trong cái phiên tòa mà ông đang bị xét xử. Nhưng mà thưa quý vị, uh, trên Truth Social đúng là một cái nền tảng mà ông Trump đang sử dụng rất là hiệu quả để mà đưa ra những cái thông điệp chính trị, tấn công những cái đối thủ chính trị cũng như những kẻ thù mà ông cho là truy tố ông trong cái cuộc săn lùng phù thủy. Và quý vị biết là Truth Social cũng đã được lên sinh sàn giao dịch Nasdaq và ngay từ ngày đầu ra mắt thì đã tăng hơn 40% giá trị của cổ phiếu và nó đã đem lại cho cựu tổng thống Trump một cái số tiền rất là lớn hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà nó có một cái chi tiết vào ngày hôm thứ sáu là công ty um, lập ra cái mạng trước social đó đó là Trump Media and Technology Group vừa tuyên bố là bây giờ đó người ta lên True Social là sẽ không chỉ được đọc những cái lời bình luận hay là chỉ trích hay là cuồng nộ của cựu tổng thống trump nữa mà thậm chí là sẽ được thấy những cái video mà livestream ở trên nền tảng này và đây là một sản phẩm mới mà công ty này nghĩ rằng là một cái bước thu hút đối với nhà đầu tư bởi vì từ lúc ra mắt đến bây giờ True Social đã không có tạo ra được nhiều doanh thu cũng như là nhiều những cái sản phẩm hấp dẫn đối với nhà đầu tư nhưng đây là một cái một cái lời hứa hấp dẫn ông trump nói rằng Social đó sẽ là cái nơi giống như là thanh lọc có những cái video mà nó không có mang cái tư tưởng cấp tiến woke mà nơi đây chỉ có những cái video về chính trị nè về tin tức nè về giải trí nè nó thuần những cái quan điểm về bảo thủ không có những cái tư tưởng mà nó quá cấp tiến như vậy cái từ woke vốn được bắt đầu từ một cái ý niệm đó là một sự ý thức một cái thay đổi trong cái nhận thức và sâu sắc hơn và ý thức được về những gì về cái thế giới quan chung quanh đầu tiên cái từ quốc có nghĩa là như vậy nhưng mà bây giờ bên phía đảng cộng hòa đã sử dụng tối đa từ quốc và cho dán nhãn từ quốc này thưa quý vị nó liên quan đến bên phía đảng dân chủ cho những cái tư tưởng cấp tiến cho những cái tư tưởng mà cứ tôn sùng cộng đồng da đen rồi cộng đồng chuyển giới lgbt plus bên phía mạng xã hội trúc social hứa trái với những cái hãng truyền thông mà như là Facebook như là Twitter là rất là lan truyền những tư tưởng cấp tiến đó thì trước Social sẽ chỉ có những tư tưởng sạch, bảo thủ trên những cái nền tảng video của mình mà thôi. Thì đó là cái thông tin liên quan đến mạng xã hội của ông và như chúng tôi nói đó, với mạng xã hội này thì ông đang nắm trong tay là 58% cổ phiếu. Và nếu mà ông trở thành tổng thống của nước Mỹ cho năm sau và trở thành tổng thống 47 thì ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử mà nắm trong tay số cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán thưa quý vị. Nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên mà ông nắm trong tay cổ phiếu. Quý vị biết ông Trump vốn xuất thân là một tỷ phú và vào năm 1995, công ty của ông đã được lên sàn chứng khoán có mã IPO hẳn hoi, đó là công ty Trump Hotel and Casino Resort được lên sàn giao dịch ở New York, nhưng mà cũng 9 năm sau đó, công ty này đã khai phá sản thưa quý vị và mắc nợ lên tới 1 tỷ 8 đô la Mỹ. Trump Hotel and Casino Resort sau đó đã phải đứng ra điều đình với ngân hàng của thụy sĩ để mà trong những cái thủ tục phá sản và không chỉ phá sản một lần mà công ty này đã phá sản những ba lần và bây giờ tất cả những bất động sản nằm trong công ty này á thì không còn nữa nhưng nói về True Social, nói về cổ phiếu nói về tỷ phú trump thì chúng tôi kể một chút quý vị nghe nếu như ông trump trở thành tổng thống của nước mỹ thì ông sẽ nắm trong tay 58% cổ phiếu của True Social và đó là rắc rối pháp lý liên quan đến cựu tổng thống trump còn đối với đối thủ chính trị lớn nhất của ông hiện nay là đương kim tổng thống joe biden thì sao ông biden cũng có những rắc rối cái rắc rối về chiến dịch tranh cử thì quý vị đã rõ là cho đến thời điểm này mặc dù cái nền kinh tế của nước mỹ đang có những cái dấu hiệu hồi phục và khởi sắc dựa trên những con số nhưng mà ông biden như chúng tôi kể lại là những cái bài báo cáo à, độc quyền từ abc và nbc news nói rằng ông khá là upset ông khá là bực bội vì sao mà người dân vẫn chưa hiểu được những cái chương trình nghị sự và nước mỹ dưới sự lãnh đạo của ông thì nó khá như thế nào và đó là cái thách thức lớn nhất mà ông biden phải thuyết phục cử tri nhưng mà bên cạnh đó thì thưa quý vị thì ông cũng gặp những cái rắc rối và sóng gió đến từ bên phía quốc hội những nhà lập pháp trong đó hạ viện do đảng cộng hòa kiểm soát từ hồi năm ngoái cho đến bây giờ quý vị biết là ủy ban giám sát hạ viện và ủy ban tư pháp hạ viện với hai vị dân biểu là hai chủ tịch james commerce và jim jordan đã nỗ lực miệt mài trong cái việc điều tra luận tội và truất phế đối với ông Biden. Và quý vị cũng biết rằng là cái cuộc điều tra này nó loay hoay gần như vào ngõ cục là bởi vì đến giờ phút này nếu quý vị để ý thì chỉ nghe được những lời tố cáo mà không có những bằng chứng. Tới mức độ chúng tôi đã nhiều lần thưa ông Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley vốn là một trong những cái đường dây này và rất là hâm hở trong cái việc mà điều tra luận tội ông Biden. Đến giờ Chuck Grassley là bỏ cuộc, nói rằng ông James Comer, chủ tịch ủy ban giám sát Hình như ông ấy chưa có thức thời, ông ấy không hiểu là người ta đã quá chán với những cái lời tuyên bố mà không có bằng chứng. Thậm chí Fox News cũng đã bắt đầu quay xe và nản với những cái lời tuyên bố cáo buộc mà không có bằng chứng. Nhưng nay, James Commerce, thưa quý vị, phải nghĩ ra những cái bước đi nó sáng tạo hơn. Nếu như vào hôm thứ hai, ông ấy có cái gợi ý cho rằng là cái chuyện liều, điều tra luận tội và trút phế Biden ở Hạ Viện á, có thể nó sẽ không đưa ra bỏ phiếu được có thể nó không đưa ra bỏ phiếu nhưng những gì ông ấy đang làm là để phục vụ cho bộ tư pháp ở dưới thời của ông Trump khi ông Trump đắc cử thì chắc chắn sẽ tiến hành điều tra và truy tố đối với ông Joe Biden và bước đi mới nữa thưa quý vị đó là ông James Comey đã gửi một cái lá thư như là một ly rượu mời mời ông đương kim tổng thống thân chinh sang để mà điều trần trước quốc hội liên quan đến những cái cáo buộc là ông Biden tham nhũng liên quan đến cái chuyện làm ăn của ông con những luận điệu đã cũ và bình rượu nó cũng cũ nhưng nay ông Biden phải uống cái chén rượu cũ đó thưa quý vị bởi vì James Comer viết trong lá thư là chúng tôi chính thức mời ngài sang đây là bởi vì ông thì thường xuyên nói rằng có liên quan gì đến công chuyện làm ăn của con trai ông hết nhưng tại sao những cái đối tác đã từng làm ăn với lại Hunter Biden ví dụ như Tony Polulski thì tuyên bố rằng là ông Biden có có dính líu đó tôi có nói chuyện điện thoại với ông ấy đó thì cho nên tại sao có những cái mâu thuẫn khác biệt như vậy Và vì vậy mời Tổng thống qua bên Quốc hội để mà uống trà Nhưng mà bên phía Tòa Bạch Ốc thì nói rằng hm, James Comer vào ngày hôm thứ Sáu, họ gửi ra một cái thông điệp ở trên mạng X để mà trả lời cho lá thư của vị chủ tịch này. Họ nói là James Commerce. Ông ấy biết rõ hơn 20 nhân chứng và cả trăm ngàn giờ thẩm vấn khác nhau có lưu trữ lại ở trong quốc hội rằng không có bất kỳ bằng chứng nào nhưng vẫn tiến hành những cái nỗ lực này trong tuyệt vọng. Nó chẳng khác nào là một cái gánh xiết và đã đến giờ những người này phải khăn gói để xếp lại cái lều lều chỏng của cái gánh xiết đó mà giải tán trong vui trong chính trị đi. Đó là thông điệp từ phía tòa Bạch ốc cũng như là các thành viên bên phía Đảng Dân chủ trong chính cái ủy ban giám sát thưa quý vị. Và một cái điều nữa là lá thư thì mời ông Joe Biden ra để mà điều trần đó thưa quý vị thì nó là vào ngày 16 tháng 4 nhưng mà vào ngày 15 tháng 4 thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt đó là cựu tổng thống Trump đối thủ của ông Biden cũng sẽ ra tòa trong cái vụ trả tiền bịt miệng của đạo Stormy Daniel ở Manhattan là vào ngày 15 tháng 4. Thì ngày 16 tháng 4 ông Biden sẽ được mời ra quốc hội. Không biết là đương kim tổng thống có chấp nhận cái lời này hay không và không biết là trong lá thư đó chúng tôi không đọc được cái lời đe dọa là James Comer kiện ông dọa ông Biden là nếu như không ra thì sẽ bị khép tội kinh lần quốc hội không biết có chi tiết đó hay không nhưng mà ủy ban này đã đe dọa ông bộ trưởng tư pháp Merrick Garland đe dọa những chánh biện lý đang điều tra ông Trump nếu mà không có hợp tác với quốc hội thì sẽ bị khép tội kinh lợn. đó là câu chuyện về uh, những cái rắc rối mà những nhà lập pháp bên phía đảng cộng hòa đang cố tạo ra đối với đương kim tổng thống Biden và nhưng nói về ông Biden đó thưa quý vị sẵn kể luôn có một câu chuyện là vào ngày hôm thứ Sáu đây, chúng tôi đọc được trên tờ Newsweek, một người phụ nữ vốn là đưa ra những cái lời tố cáo sấm sét đối với ông Biden không phải là ở kỳ bầu cử này đâu mà là ở kỳ bầu cử năm 2020. Quý vị nhớ cái không khí nó cũng căng thẳng như thế này nè, tự nhiên nổ ra một cái lời truy tố, một cái lời tố cáo của một nữ nhân. Cô này có tên là Tara Reid. Cô đã nộp đơn ra cảnh sát và đưa ra cái lời tố cáo đối với ông biden từ cái thời gian đó đến nay nhưng mà thông tin có vẻ không có được khuấy động và vì vậy cho nên nữ nhân này một lần nữa đã gửi thông điệp ra truyền thông đã gửi lá thư sang cho quốc hội những nhà lập pháp bên phía đảng cộng hòa muốn khuấy lại cái lời truy tố của cô đối với ông đương kim tổng thống lời truy tố lời cáo buộc đó là gì hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại